Vâng, chào cả nhà. Thì hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đặc biệt của VinFast, của tập đoàn Vingroup, công ty xe ô tô điện của tập đoàn Vingroup. Hôm nay là ngày mà VinFast sẽ thực một cái sự kiện cực kỳ lớn, rất là quan trọng của VinFast cũng như là Vingroup. Thì hôm nay là chính thức IPO lên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq của chứng khoán Mỹ nha các bạn, với mã cổ phiếu là VFS. Đó, hôm nay là chính thức thì các nhân sự của công ty VinFast, thì trong đó có đại diện là tổng giám đốc VinFast toàn cầu cô Thu Thủy. À, đây nhưng mà anh thấy mọi người thấy đó là nhân sự, tất cả nhân sự của VinFast đang đứng trong buổi lễ chính thức nhấn nút để mà ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VFS trên sàn chứng khoán Nasdaq của Hoa Kỳ, một sự kiện rất là trọng đại. Rồi, mọi người thấy là cô Thủy tổng giám đốc VinFast toàn cầu đang chuẩn bị có những cái hành động, rồi là ký chính thức, giống như là một cái nghi thức để mà cổ phiếu VFS được giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq của Hoa Kỳ. Đó, mọi người đang chỉ lên cái bảng gọi là cái bảng điện tử thể hiện các cổ phiếu, các giao dịch. Thì hiện giờ bên Mỹ đang là giờ giao dịch, vì giờ Việt Nam đang là 8 giờ tối, nhưng mà bên Mỹ đang là 8 giờ sáng hơn, cái đồng từ 8:15. Đó, mọi người thấy là đó là sự kiện khá là rất lớn ha quý vị. Đó là toàn cảnh mà VinFast chính thức IPO trên sàn chứng khoán Nasdaq Hoa Kỳ. Một cái sự kiện vô cùng đặc biệt, vô cùng lớn. Rồi, anh cộng đồng các chiến sĩ mà có nhu cầu đầu tư cổ phiếu trên thị trường quốc tế thì có thể vào giao dịch mua cổ phiếu VFS, đó là cổ phiếu của VinFast nha anh em chiến sĩ.